Rồi, xin chào tất cả các anh em, chào mừng các anh em tiếp tục và trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, tiếp tục khung giờ quen thuộc, Bonsai Trường Thi giới thiệu giao lưu của anh em dòng cây khai thác. Rồi, giao lưu của anh em một cây hai châu, một cây hai châu dáng bay, một cây hai châu dáng bay, một cái cần dòng cây lá nhỏ luôn, cây khá đẹp. Đây, Bonsai Trường Thi chỉnh camera lại xíu đôi của anh em xem được tổng quan của cây nha. Cây dáng bay của anh em, cây dáng bay. Và dòng lá cũng khá đẹp nha. Một xíu nữa anh Sanh Thi sẽ quay chi tiết hơn cho anh em xem. Cây hai châu dáng bay, cây này hai thân nha. Cây này song thụ. Hai thân. Cây khá là duyên cây. Cây dáng bay của anh em, cây dáng bay nha. Rồi cây này thì cái tổng quanh. Cây này tổng quanh bệ nha của anh em. Tổng quanh bệ nó là khoảng 30 nha. Và cái hoành thân, và cái thân bên này thì nó thân này nó khoảng 10-14 với anh em, 14 nha. Cây này có chiều cao, có cái chiều ngang tổng tán nó khoảng 50 của anh em, khoảng 50, hơn 50 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên thì nó tầm khoảng 30, và cái chậu này là chậu tròn, được kích chậu khoảng 31 nha. Cây hải châu dáng bay. Rồi của em xem cái phần chi tiết hơn, cái phần đế cây. Cây có cái bộ đế cũng khá là ok. Cái phần này phần lũa nha các em. Phía đây phía lũa nha. Bộ này nó lũa thép luôn, lũa rừng luôn. Đế sống rất là mạnh rồi. Bên sang thì xẻ bê nha. Và bỏ thêm đất nhập cho của em này. Đất nhập đằng em nên nó giữ thêm cái độ ẩm mà nó có thêm cái dinh dưỡng. Cái này cái bộ đế cũng khá là ok. Chung là cái cây nó đẹp theo tầm giá nha quý anh em. Cây đẹp theo tầm giá nha. Giá cả cũng hữu nghị. Chỉ cần thì nói chung là ok tương đối. Quý anh em có thể chơi và người ta hoàn thiện theo thời gian. Cây này thì mùa sau chúng ta chưa trái nha. Mùa sau chúng ta chưa trái. Chung cây cũng khá là duyên cây thôi. Giá cũng hữu nghị. Quý anh em nghiên cứu nha. Rồi quý anh em xem tổng thể cây. Tổng thể cây phần của bạn xin tỷ báo giá giao lưu. Một cây hải châu dáng bay, song thụ dáng bay, hai thân, dòng lá nhỏ đẹp. Và xem thì phát sóng video lúc 11 giờ 19 giờ, kính mời anh em đón xem và hợp ý những cái nào thì ủng hộ bên Sàn Thi. Khá là ok những quên em đang dìm coi nha. Rồi cái này bên Sàn Thi giao lưu với anh em giá là 1.300.000 bao ship nha. Rồi 1.300.000 bao ship. Rồi tiếp theo vẫn là cái dòng cây quen thuộc của anh em, một cái cây hải châu hai thân, cây hải châu hai thân, cây này song thụ, cây này cũng còn một vài trái trên cây, cũng còn một vài trái trên cây. Khu vực Bonsai Trường Thi thì đang mưa, nó ồn một xíu, anh em thông cảm nha. Ta cố gắng xem cái video phần chi tiết cây Bonsai Trường Thi sẽ đào trực tiếp trên cây với anh em xem. Cây song thụ. Rồi cái này thì tổng quanh, cái này tổng cái quanh nó là 48 nha quý anh em, 48. Và hai thân thì thân bên này thì nó kích thước khoảng 19 nha, 19. Và thân bên đây thì nó kích thước có khoảng 15 quý anh em, 15. Cây cách một phần tán, cây phần tán nó tầm khoảng 45 nha. Và chiều cao cây tính từ mặt chậu là nó khoảng 35. Chậu này là chậu Trung Quốc, chậu Trung Quốc trắng men, Trung Quốc cao đất nung. Kích thước này chữ nhật 38 và chiều cao chậu cũng tầm khoảng 9 phân. Cây này thì nó đang cho một số trái nha. Cây này là trái nó còn một số trái trên cây này, chín đỏ rất là đẹp, dòng lá cực kỳ đẹp luôn. Cây này tất cả đều là những dòng lá nhỏ và cho trái rất là đẹp, trái màu đỏ rất là đẹp, nó có lạc đác trái thôi nha. Của đây mùa này thì hai châu xem như là hết mùa rồi nha. Thì có một vài số nụ hoa nó bứt theo cái hoa nó bứt theo cái trái mùa này, nhưng mà khả năng tỷ lệ đậu cũng không có cao.
Cây rất là đẹp của này. Cây này rất là sung nha, rất phát triển rất sung, cho nên lá nó hơi lớn, nhưng mà bản chất nó là một cái dòng mà lá nhỏ luôn. Giờ hãy cho lá nhỏ. Cây rất là nhiều cây. Bữa nay mình xem. Trời thì nó mưa bữa nay, trời nó mưa. Nó hơi ồ. Bữa nay mình cố gắng ra xem kỹ video. Cây này thì phí ship nó khá là cao của em, dạo này phí ship rất là cao tiền. Cây khá là đẹp. Rồi cây này mình sẵn thời gian luôn của em, giá là 1.700.000 nha. 1.700.000 mình sẵn thì bao ship. Rồi 1.700.000 bao ship.